Bây giờ cổng nhà mình các bạn ơi, ở cổng nhà mình có một con khủng long bạo chúa này. Nó vừa đi qua cổng xong. Ơ, con khủng long gì đấy? Đây là một con khủng long nhỏ hơn con khủng long bạo chúa các bạn ạ. Khó hiểu nhỉ. Ui, ai mà lại đánh được ngã con khủng long bạo chúa đây các bạn ơi? Ui, cái thế lực nào mạnh thế mà đánh được ngã cái con khủng long bạo chúa hung dữ này. Ui, ủa nó đứng dậy kìa các bạn ơi. Nó đứng dậy được rồi. Ui, thì ra là bác nông dân đã húc ngã con khủng long bạo chúa các bạn ạ. Ui, con gì đây? Con khủng long tê giác các bạn ơi. Một con khủng long tê giác vừa đi qua cổng nhà mình các bạn ơi. Các bạn có nhìn rõ không? Ui, to thật đấy. Ơ, một con Godzilla nữa. Có cả con Godzilla đi qua cổng nhà mình này. Ui, cái bác ấy không sợ Godzilla. Ui, ơ, lại có một con khủng long nữa này các bạn ơi. Một con khủng long tê giác đi ngược chiều các bạn ơi. Đi ngược chiều với bác nông dân vừa nãy, không biết là có ảnh hưởng gì đến bác đấy không. Nguy hiểm quá. Ơ, lại một con Godzilla nữa này các bạn ơi. Hình như là Godzilla đi đầy ngoài đường luôn các bạn ạ. Ui, nó đi ngược chiều luôn. Ơ, hình như đúng là cái bạn khủng long tê giác vừa nãy rồi các bạn ơi. Bạn ấy đi qua đường này. Ui, bạn Godzilla. Bạn Godzilla đang đuổi bạn khủng long tê giác rồi. Đây là một bạn Godzilla đang đuổi bạn khủng long tê giác. À, thì ra là bạn khủng long tê giác ra đây ăn cỏ các bạn ạ. Nhưng mà thêm mấy con Godzilla cái đâu nhỉ? Mấy con Godzilla đang đuổi bạn khủng long tê giác mà bạn ấy không sợ à? Ơ, bạn ấy bỏ đi đâu rồi này? Đi đâu đấy bạn ơi? À, thì ra là ra đây giao chiến các bạn ơi. Ui, con Godzilla nó phun dung nham rồi các bạn ơi. Con Godzilla nó phun dung nham vào bạn khủng long tê giác rồi. Khủng long tê giác cầm thú luôn. Sao chúng nó lại đánh nhau ở trên nóc nhà này mình nhỉ các bạn nhỉ? Ui, sao bạn khủng long tê giác vẫn không sao nhỉ? Bạn ấy lấy cái đầu bạn ấy trắng. Ui, bạn ấy khỏe quá. Ui, ui, hai con Godzilla nó tiêu diệt bạn khủng long tê giác rồi. Ôi, cái này làm sao bạn khủng long tê giác mà trụ được nữa. Ôi, bạn khủng long tê giác bay lên nóc. Ui, bạn khủng long tê giác bay lên nóc nhà nhà mình các bạn ạ. Ui giời ơi, thương thế. Nhưng mà bạn ấy vẫn không sao, may quá. May quá các bạn ạ. Ui, con Godzilla nó chiến thắng được bạn khủng long tê giác, nó ăn mừng ở trên mái nhà nhà mình này các bạn ơi. Cẩn thận sập mái nhà nhà tớ nhá bạn ơi. Mái nhà nhà tớ bằng tôn ấy, yếu lắm, bạn dẫn lên nó sập thì sao? Không sao hả? Ừ, thế bạn cứ chơi đi nhá. Bye bye các bạn.